Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mấy anh em tiếp tục đi đặt mấy cái lọc tép các bạn ơi. Đây mình mới trộn mồi xong, mình vô sẵn hết rồi các bạn. Đây là lọc tép. Mình cái này cám rang nha các bạn. Cám gạo mình rang lên. Rồi với sắt mắm mình trộn, mình bóp cục lại các bạn. Bỏ vô làm mồi mình đặt. Đây mình có được 15 cái các bạn ơi. Đợt trước mình đặt trên ruộng mà nó cũng thắt quá, chạy được có mấy cái. Chuyến này mình mới đổi cái mồi mắm khác các bạn. Thử coi nó có chạy hơn không, hay là chút quớt không biết. Đợt trước mình đặt cái sắc mắm kia rồi mà thấy nó chạy, nó cũng chạy đó mà chạy được có mấy cái các bạn ơi. Chuyến này mình đổi lại cái này, đổi lại cái sắc mắm khác. Mong là bữa nay mấy anh em đi đặt sáng mai mình thăm có nha các bạn. Bây giờ anh em chuẩn bị đi đặt các bạn ơi. Anh đen anh giò như trứng gà luôn trời. Trứng gà so luôn. Mấy cái lập tép hồi nãy mấy anh em vô mồi hết giờ ra đây đặt các bạn ơi. Cái kinh cũng gần nhà mình đó các bạn. Chỗ này người ta đê bao, người ta đang bơm ra nè. Đen đang đặt cái dưới các bạn ơi. Đọc mình đặt dài theo cái bờ kinh này luôn. Cái này người ta mới sáng múc, mới múc các bạn, cũng hơi sâu. Mình chỉ đặt cặp theo hai bên vách nè, ngay giữa sâu lắm, nước nó cũng hơi chảy á nha. Tại người ta bơm ra đó. Đây đây xuống đây cứ như đâu. Bước ra cái bực đó nó sâu tốt dữ. Mới cặp mé rồi ra đây là lúc đầu. Thôi để mấy anh em đi đặt hết lợp này rồi sáng mai mình đi thăm, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em đi thăm mấy cái lợp tép các bạn ơi. Ở trong này người ta đắp bờ lại, người ta ngăn cống lại, người ta bơm nước các bạn. Cho nên mình không có đem, không có đem. Cua non không? Cua non không? Cua non đó giữ lại mà cấm câu được đang ơi. Cua non này văng câu được á. Chết hả? Không, cá chết mà. Ở trong này người ta ngăn cái đập lại các bạn ơi, người ta bơm nước cái ruộng á. Bơm nguyên kinh này luôn các bạn, bơm giật sát xuống. Cho nên mấy anh em không có đi dò được. Không có con tép lên giả lên nặng ịt mà không có con tép người ta cứu dốc không à. Nước nó cũng sâu các bạn ơi, mình cũng không có lội xuống được. Máy nó mà sụp một cái là nhận luôn cái máy xuống luôn. Sáng là lội sớm cái này chắc hồi về lấy kìm bấm gấp ra đó nè. Chạy nó thông lại đây rồi ơi. Thông mất tiêu đó, mình đặt rồi, mình có cắm cái cây sậy các bạn làm dấu. Về lấy mượn bấm. Có tép rồi, có tép rồi. Có không? Trời ơi, tép đâu, ốc không hả? Ốc không hả? Lên sát giả nữa rồi. Mình đặt lọc tép thì sao chị, mày có trộn lộn mồi không đen? Sao mày vô cua với ốc không vậy? Trộn mồi ốc rồi. Cua không hả? Cái này cua chút chẵn luôn. Cá nữa hả? Con cá chốt. Đông gần 20 cua vậy. Rồi. Con mà. Trộn rồi, trộn mồi ốc không? Rồi, lộn mồi rồi bạn ơi. Đem bữa nay trộn lộn mồi nữa rồi. Đặt tép mà toàn là dính ốc với cua không à. Cua mà. Quá à, cua con không biết kẻ nào vậy. Cua non đó mình dặn câu là vip luôn đó đang ơi. Cua mịn hay gì? Cua non chết rồi anh ơi. Cua đá hả? À, cua đá sao? Cua đá sao vậy? Bởi vì cua đá thôi sao làm ăn. Thôi anh đang dọn lộn ngoài rồi. Mình mốt dọn lại nha, không dọn gì nữa nha.
với nó bự bự kia lại bán cũng được. Cô đen cái này ơi trộn lộn mồi quá ta. Đặt sợi dây trộn mồi ốc. Bây giờ đặt lạp tép trộn mồi cua. Ơi, trả hết 15 cái lạp này chắc có ngàn cua. Phải được cua đồng mình, cua non mình giăng câu im lắm á. Giăng câu mồi cua là cá khủng không các bạn. Rồi, xin lỗi nha, chịu lỗi rồi. Ốc nữa hả? Cua không à? Ồ, lộn mồi thiệt rồi. Rồi, cua không các bạn ơi? Cua rồi, cua con rồi. Rồi, chắc ăn là lộn mồi cua rồi. Lộn mồi rồi. À, có được 2, 3 con cua đồng mình nè. 3, 4 con, ủa cũng nhiều lắm nè. Cua mình vậy là cua này dân câu được. Có cua đồng là ok rồi. Có cua đồng là dân câu là y pin này. Cái này là gần 200 con cua luôn. Cái đầu đi ra cái này. Hả? Cua không à? Khi mình mới mốt mình đỡ lên nó đặt cua nghe này. Đấy, kênh này mình không có đi dõi vô được đó các bạn. Với nó sâu quá mình cũng không có lội xuống quay được sát các bạn. Các bạn xem thông cảm cho mình nha. Mình chỉ ở trên mình quay mình zoom lại thôi các bạn. Cua không à? Có con tép nữa rồi, không lẽ không có tép ta? Không có tép luôn. Chắc không có tép cái gì đen ơi. Chưa có tép á. Chưa có là phải vô chứ. Sao con cua? Sao con cua mà được cả 2 cua, 3 cua mình, 3 cua đá. Tép cua chứ cắt chốt. Nè. Tép cua cắt chốt. Rồi giờ bắt cua về cho cái câu lại. Bây giờ không có tép thì mình bắt cua non về mình giăng câu các bạn ơi. Có của mình không? Không luôn. Em thấy cái này đang của đá không luôn, con của mình đó. Lựa ra có của mình là giăng câu. Sướng lắm à. Không có nữa mà. Đặt trên ruộng nó hiệu quả. Bữa hổm đặt trên ruộng thì dính ít quá. Chê. Nói chắc là ruộng ít quá. Xuống sông đặt thử. Xuống sông đặt không có con nào luôn. Thất bại, thất bại. Mua lợp này không có ngày rồi. Mua lợp không có ngày hả? Không có ngày rồi. Mấy mai mốt mua lợp cua về mày trộn cái mồi y gan này là trúng luôn á đen. Trúng không, trúng không? Trúng luôn á. Cái nào? Tới chèm, tới chèm trộn mồi lợp cua nhìn chín tép nha. Vô tới đây. Cua không à. Ôi. Lỡi rồi, chứ lỡi rồi. Trộn mồi này thấy em coi không được rồi. Cái gì mà cua hơn không? Cua lắm. Chín tép gan nặng. Kiếm tép gần mặn không ra luôn. Rồi mai mốt ra mua cái lập cua về cho anh Đen, nó trộn cái mồi y gan này nha Đen. Trộn y gan này. Chứ mua lập cua về cái mày trộn mồi lập tép dở lên không có con nào nữa. Có ghi cái công thức lại chưa? Ghi cái công thức lại y gan gì nè là bảo đảm luôn.
nhờ hên sáng không dám mua rau sống với bánh tráng, mua về chắc ăn rau với bánh tráng không quá. Sáng mua rồi lỡ tép đâu ăn. Xin lỗi nha, cái nào cũng có cua hết trơn, cái nào mà nó không có cua hết trơn. Chỗ ngồi này đặt hộp cua thiệt rồi đó ơi, cái nào có cua hết trơn nè. À, phải qua đây bỏ cái này đây kìa. Thấy chỗ này vậy chứ cặp mé này thì được nha bạn, chụp ra cái là nó sâu lúc đầu luôn á. Nào bước ra đây là lúc rồi đó. Cho nên mình cũng không dám lội xuống quay các bạn. Bước ra hụt chừng cái là lúc máy luôn. À, nóng cua luôn. Cua đá không? Mồi này mồi cua đá rồi. Mồi này mồi cua rồi các bạn ơi. Đang đặt chỗ mồi cua rồi. Mà đặt cua đá. Wow. Lấy cái lọc này ra, cua không à. Cua không các bạn ơi. Rồi cua đá không à. Đâu có cua đồng mình đâu. Chắc đựng con hay con gì à. Cua cá chốt gì nữa. Ôi nay cua đang trộn lộn mồi rồi các bạn ơi. Trộn mồi kiểu này chắc nói dài dài quá đen ơi. Không thấy con tép luôn. Chứ cái mồi lập cua mà tép nó chung vô đặng bị cắn chết sao? Bị kẹp chết sao? Cua đá không à, phải được cua đồng mình nhiều nhiều cũng ok. Nãy giờ mà được cua đồng mà nếm đồ con ha. Về nấu một nồi mà chán luôn á. Cái này mà về giờ đổ ra nếm cua là ngon á. Nếm đồ con ha. Nếm đồ con là nhiều lắm á. Thôi kiểu này thấy chia tay rồi các bạn ơi, không có cộng gâu tép ra sao nữa. Cua mà giờ đặt làm cua đi. Mấy cây nổi lên hết rồi kìa. Nó đã. Kiếm con tép thôi không? Kiếm con này hơn nha. Kiếm con hơn thôi là hơn. Con tép được rồi, một con tép là được rồi. Con tép là Giá ông bà đợi cho con tép hơn này. Con cái bà lấy là uy tín. Con uy tín nha. Đâu rồi? Tép ơi. Để gần không thấy tép, đi vô lượm luôn đi. Còn túc trên kia nữa phải không? Có 2 cái đó. Hai cái đâu? Cái này với túc trên kia 1 cái rồi phải không? Cây sóc chéo đó phải không? Làm lẩu cua đá này muốn làm gì luôn. Có quẹt đóng
lực luôn. Tính ra là bữa nay là mấy anh em đi đặt lợp tép là phá kỷ lực luôn nha các bạn. Phá kỷ lực luôn á, đó giờ chưa có ai đặt mà 15 cái lợp tép mà không có một con tép luôn các bạn. Có khi tại cái mồi đó nó không đúng mồi tép rồi đây, mày trộn lộn mồi rồi. Chứ bây giờ 15 cái này ha, nếu mà khỏi cần đặt các bạn, dục thí xuống dưới này là sáng thế nào cũng có một con tép. Mà cái này không có luôn là biết là cái này lên luôn nè. Mới mốt tao mua lợp cua về đặt mà không có, mày thấy cái cảnh với tao. Rồi đó về em cũng mới thấy được. Đặt phép mà dính cua mà không có một con luôn chạy. Rồi 15 cái lợp tép mà không có một con tép luôn các bạn. Xin lỗi, cua không cua dám luôn. Cái này chắc trộn cái mồi này lộn thiệt rồi đó đang này. Bịch mồi tép rồi mày không lấy, mày trộn lấy cái bịch cái mồi cua rồi. Cua trộn nè. Rồi các bạn. Nói chung là cua đá nhỏ là làng hết luôn á. Rồi tới con ốc này nó bự mà nó chui vô không được, nó cũng gán chèn lên. Cua đá này đem qua nước ngoài bán ký mấy triệu luôn á. Lỡ tiền máy bay. Bay qua nước ngoài bán mấy triệu. Tính ra cua này mà được tép ha. Tính đầu con là cũng bộn lắm á. Bộn à. Cái mười mấy hai chục con cua là mười mấy hai chục con tép thôi. Là mình thấy cũng có chừng nửa ký tép rồi đó. Nửa ký tép. Cua quá trời cua. Mười mốt phải đặt chậu mồi nó, mình chậu mồi cua nó mới dính tép được. Thôi. Giờ các bạn ơi, quá thất bại rồi. Đặt chỗ lý tưởng quá. Đây mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Bữa nay lập kỷ lực. Phá kỷ lực luôn. Đi đặt lập tép mà không có một con tép luôn. Cái này mới lập kỷ lực à. Chưa có ai đặt như mình nha. Cua không luôn các bạn ơi. Cua dốc rồi. Không có con tép nào chưa. Đặt lập tép kiểu gì kỳ quá. Trộn lộn mồi rồi. Chắc phải đi tìm thầy học đạo cái mồi tép này các bạn. Cua không được cua của mình á. Không được cua đồng nữa, cua đá. Đá không luôn. Em ở trên này em chịu xuống. Ở trên này nó dính một đôi kìa. Thì đó, ở này em không chịu xuống rồi. Con cua cản ngang. Em chịu xuống nó kẹt hộp vô. Tại chị xuống hả? Lỗ hôm nhỏ quá mà ốc chui vô, cua chui vô nó ngậm cả ngang. Vậy đó mới chịu xuống đó. Mới ba cái nhiều cua nè. Cua đồng mà được. Tính đầu con hồi như nó cũng đỡ. Cua đá không. Rồi, cái cũng đen. Này mới mốt đi rồi mình phải nói là trộn lọc lập cua nha. Trộn ngoài cua mới được, đừng gỡ dính tép. Đâu mà mấy con này nó chui vô nhiều dưới vậy. Còn trời ơi. Tao không thấy con cua đồng nào luôn nãy giờ đó. Ôi quá trời rồi. Đang là cua đá không bạn ơi? Đá mà. Có con cua đồng nữa. Tính đâu có cua đồng để dành mấy anh em giăng câu của bạn. Mình kiểu này không có cua đồng, cua đá không rồi làm gì này. Cua đá này cũng không biết làm gì ăn luôn. Thà giờ cũng chưa từng ăn nó luôn. Này cho để ăn luôn đi chứ ai ăn. Thành quả được nhiều tặng cho mày hết luôn ở đây. Một cái một đổ chắc có chiều luôn. Cái ốc đó này. Cua đá còn mà lớn là bự nhất rồi nè, càng bằng kia nữa không. Cái loại cua đá này nó cũng không lớn nha các bạn, cỡ này không à.
Cái này đúng ra kêu cua mini chứ sao kêu cua đá mà. Nhỏ quá. Cua đá nước ngọt. Cua đá nước ngọt. Cái này là nhất cũng là 6 con cua. Thôi, tao nản lắm rồi. Một, thấy đỡ rồi không là thấy nản rồi. Được, đừng kêu anh hai đặt đặt cái đặt là đặt mà lòng chỗ ngồi làm tép nữa. Lên núi không cấm học nghề đi đang ơi. Nghề chỗ ngồi lập tép đi chơi. Kêu đi học nghề chỗ ngồi lập tép mà đi học, học nghề chỗ ngồi lập cua. Học lòng nghề ơi. Ông thầy ông kêu quéo cái dấu ngã mà tôi làm cái dấu hỏi thêm nét. Rồi thảm khóc luôn, phá kỷ lực luôn. Vô mát mát tới rồi. Ai mát quá tối thui đặt là bếp thảm khóc kêu gạo luôn, khủng hoảng luôn các bạn ơi. Phá kỷ lực, không có một con tép làm thuốc luôn. 15 cái lọp tép không có một con tép làm thuốc, toàn là cua đá không với ốc. Chỗ ngồi khủng hoảng. đang chơi cái mồi gì không hiểu luôn các bạn. Tép nó kinh sợ không dám vô. Cái mồi này làm như là kỹ với con tép ở đây này. Nhớ mai mốt nhớ mai mốt mà không cần tép đó phải đưa cái mồi này vô nha. Chánh chánh thế mà nó đưa vô rồi. Mồi chánh xa mồi tép. Thôi buổi đi đặt lập tép của mấy anh em. Thành quả đặt lợp tép toàn là cua dốc không các bạn ơi. Đặt tép mà về cười hoài. Từ nhỏ tới mới thấy luôn đó. Bây giờ ốc thì nhỏ quá, còn cua đá này ăn không được. Chịu. Bữa nay chị nhịn nè các bạn ơi. Rồi. Video đi đặt lợp tép của mấy anh em. Nói lợp tép người ta cười nữa. Đi đặt lợp cua của mấy anh em. Đến đây cũng xin kết thúc các bạn ơi. Giờ xin chào các bạn nha. Chào bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Lần sau nhớ đặt lợp tép nha đen. Đặt lợp tép lại mà được. Cái này, cái này bây giờ nói chung là thành quả được nhiêu là phóng sinh hết nhiêu các bạn ơi. Ai ăn không được phóng sinh. Thôi cái này đổ cho dịch ăn được. Đổ cho dịch. Ha. Này đem mai sao đổ cho dịch ăn các bạn ơi. Bữa dịch nay nó ăn ốc thôi, cua nó không thèm. Cua này không biết sao tiêu quá à, nó cứng quá. Cứng quá. Đang lập kỷ lục mới luôn cái này. Đó giờ chưa có ai từng làm được đó. Phát cái lực.